nay chờ với. Từng năm này, giao đồ ăn. Có ăn không đây? Cảnh sát tới, mau đổ hàng đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Xếp Trần, đặc cảnh xin nghe lệnh. Hành động. Cảnh sát đây, sổ sách đâu rồi? Không liên quan đến tôi. Tầng 6 tòa nhà Thiên An Công nghiệp số 49, phố Vĩ Nghiệp, quận Quan Đường. Tình báo rất có ích, tiếp tục thu thập tin. Rõ. Cẩn thận thân phận bại lộ. Đại ca, em ở trong xe chờ anh phải không? Còn phải hỏi, nếu tao có bằng lái đã không cần mày. Vâng. Ngọc à, ra đây phụ lấy quần áo vào đi, mưa rồi. Khăn nóng đây, tự làm đi, tôi cũng đang bận mà. Ê, có. Anh Hòa, mắc mưa sao? Còn phải hỏi sao?
Anh đẹp trai, được rồi, thử xem nước có đủ ấm không. Lấy của thằng Hỏa một cái chân. Được. Anh à, sắp hết giờ rồi. Anh có muốn thêm giờ không? Không cần. Quan nhị ca phù hộ, thuận lợi suôn sẻ. Mày là ai? A Công bảo tôi tới. Thu về 5 triệu của công ty. Công ty chuyển phát Thanh Hà. Đại ca có sao không? Đại ca có sao không? Nhìn gì mà nhìn, có giỏi thì mày cũng nhảy đi. Anh Đại Hoa, anh tha cho em con đường sống đi. Em xin anh Đại Hoa, em cho anh 500.000 được không? Xin anh đừng giết em, tha cho em con đường sống đi anh Đại Hoa. 5 triệu này tôi nhất định phải lấy về. Anh Công nói rồi, lấy thêm một cái chân của cậu. Đừng mà anh Đại Hoa. Uống đồ nóng cho ấm bụng, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh. Làm bao nhiêu năm nay, toàn mấy việc lặt vặt, đến khi nào mới ngóc đầu lên được? Cậu muốn ngóc đầu lên lắm sao? Nếu không sao lại làm? Bây giờ bên ngoài đang căng lắm. Cứ xem như cậu làm việc lớn, ngóc đầu lên được cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tôi không sợ xảy ra chuyện, sợ nhất là không có việc để làm. Đại kê bao, có chuyện gì? Tìm cậu. Chú Long, đến quán mạt trược của tôi. Biết rồi. Hết mưa rồi, đi thôi. Anh Hoa, đại kia bao đâu? Anh Bao đang chờ anh trên lầu. Anh Hoa. Anh Hoa. Đến rồi à? Ngồi đi. Lại tìm đám người Nam Á này làm việc sao? Cậu có cách sao? Anh Hoa, bọn em có thể hành động bất cứ lúc nào.
Ở đây đang nói chuyện, xuống lầu hết đi, đi thôi. Các đại ca, em chờ dưới lầu nhé. Đừng nói nhiều nữa, đi mau đi. Tìm mấy người vậy? 16 người. 10 người ở tân giới, một người cũng không chọn được sao? Bây giờ làm việc đều dựa vào đám người Nam Á này. Ở bên tân giới, ai mà chịu bán mạng cho cậu? Làm người phải công bằng một chút. Bây giờ anh cũng là người có thân phận. Người Nam Á cũng rất được việc. Bây giờ công việc của xã đoàn toàn dựa vào họ. Có họ thì cậu cứ yên tâm đi. Xảy ra chuyện gì sao? Cao Thiên đi theo tôi 4 năm rồi. Không tin tôi sao? Không. Con trai anh cửu Robert là cái tên suốt ngày gây chuyện ở hộp đêm. Chính là hắn. Làm gì thế? Anh cửu và chú Long là người nhà mà. Chú Long rửa tay gác kiếm cũng 5 năm rồi. Sau khi thím Long qua đời, chú Long cưới về một cô vợ trẻ. Tuần trước là đại thọ 80 của chú ấy. Nửa đêm, đám anh em đến biệt thự ăn mừng. Anh cửu và Robert cũng đi. Chuyện của xã đoàn chúng ta hiện giờ, tôi không còn quản lý nhiều nữa. Nếu có chuyện gì thì tìm cậu cửu đi. Bây giờ cậu ấy có thể làm chủ rồi. Đại ca, cái ghế ở Hồng Kông chúng tôi không ai có gan ngồi đâu, cũng không có tư cách ngồi, cho nên vẫn phải là chú ngồi. Ông xã Tina, sao thế? Khách đã đến rồi, còn không xuống đây chơi với em? Anh đến đây, em không lạnh sao? Mau mặc đồ vào đi. Vậy em đi tắm trước đã. Được, anh sẽ xuống ngay. Chị dâu. Làm gì vậy? Đại ca, cẩn thận đầu. Đại ca, anh đi đâu uống vậy? Sao uống nhiều thế? Đại ca, xe của em tháng trước mới mua. Bớt nói nhảm đi. Ngày mai đến kho xe của tao, chọn lại một chiếc. Cảm ơn đại ca. Phải chạy tới cái nơi quỷ quái xa xôi như thế này. Lát nữa còn phải đối phó với mấy ông già. Đại ca, chúng ta còn phải ở đây bao lâu? Người đẹp đang chờ chúng ta đấy. Đi. Chú Long, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chú Long đâu? Long cái đầu mày. Chú Long ở trên đây. Chú Long, xin mời chú Long. Chú Long, chúc chú Long sinh nhật vui vẻ. Chú Long, sống lâu trăm tuổi nhé. Bố à, con có việc phải đi trước. Đừng có ngu như vậy. Nói đi là đi. Tao nói mày biết. Chưa tới 3 giờ, đừng hòng đi. Con đi nhà vệ sinh, đang gấp. Lười biếng. Cùng chúc chú Long sống lâu trăm tuổi. Chúc chú Long sinh nhật vui vẻ. Anh bị điên hả? Sao lại tiểu ở đây chứ? Tôi cứ tiểu đấy thì sao? Đừng nói là tiểu lên người cô. Hôm nay tôi còn phải. Nào.
tửu lượng kém thì đừng có uống nhiều như vậy. Thằng nhóc này, thằng nhóc đó, chẳng trách bên ngoài một chút tin tức cũng không có. Những chuyện này đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ không nói ra ngoài, mất mặt biết chừng nào. Ông chú già rồi mà vẫn giữ thể diện như vậy. Cho nên chú Long bảo cậu mau xử lý thằng khốn đó, giúp chú Long chút cơn giận này, lấy lại chút thể diện. Đúng rồi, 5 triệu của thằng Hòa cứ xem như là đợt 1. Làm xong chú Long sẽ đưa cậu thêm 5 triệu. Cho dù tôi khử xong thằng đó, chuyện này cũng sẽ không chấm dứt. Hai đại ca đó thật sự không thể nói chuyện lại sao? Nếu nói được thì đã không tìm đến cậu rồi. Sợ hả? Tôi sẽ đi tìm thằng đó ra. Tối nào nó cũng đến Lan Quế Phường, giống như là chuyện này không liên quan gì đến nó. Cậu mau dẫn mấy thằng Nam Á đến xử nó đi. Vậy là tôi không được chọn sao? Chú Long nói, trong số các đại ca ở xã đoàn, chú ấy tin cậu nhất. Tôi muốn tìm người của mình. Vẫn là mấy thằng nhóc đó à? Nếu không thì còn ai đây? Anh có cảm thấy chuyện này không đơn giản như anh Kê Bao nói không? Cậu thấy sao? Tôi thì chắc chắn nghe anh, nhưng xã đoàn ép anh như vậy, cách làm này không được hay ho cho lắm. Xã đoàn giao việc cho cậu, cậu làm được là đúng, cậu làm không được là sai. Những việc khác không cần nghĩ quá nhiều. Cho dù anh có thể làm được, lẽ nào anh không sợ anh Cửu sẽ không buông tha cho anh sao? Cậu đánh nhau giỏi như vậy, tôi sợ cái gì chứ? Này, không biết chỉnh chế độ rung sao? Có người đang ngủ đấy. Mẹ anh tìm anh sao? Còn không chỉnh chế độ rung là tôi xử anh đấy. Như vậy ngủ thoải mái chưa? Nhưng mà đừng có ngủ quá chạm đấy. Đòi xử mình sao? Đang trên đường về. Được. Cường, anh Xuân, về rồi à? Phi Phi đâu? Phi Phi ở trong phòng VIP. Này này này, nhảy đầm ở bên này, đi vệ sinh ở bên kia. Này, nhìn đủ chưa vậy? Đi chỗ khác đi. Muốn chết hả? Tiếp tục đi. Không cần quan tâm tao. Không phải em nói chồng em đang ngồi tù à? Tao ngồi xong rồi thì ra thôi. Tao nghe vợ tao nói, có con chó suốt ngày đến đây tài bậy, nên quay về xem có làm bẩn chỗ tao không.
Rượu ở đây uống không ngon. Đổi chỗ thôi. Tao có nói là cho mày đi sao? Anh muốn chơi với tôi à? Sau này còn nhiều thời gian mà. Chỗ này vừa bị sét, đừng gây rắc rối cho em mà. Phế vật, đi. Tránh ra. Con chó đó tên Robert phải không? Là tên khốn thôi, đừng quan tâm đến hắn. Sao đột nhiên anh quay về vậy? Xong rồi. Về thì tốt. Đói chưa? Muốn ăn gì không? Ăn cơm thôi. Thơm quá. Ăn nào. Anh đói đến vậy sao? Lâu lắm rồi anh không ăn cơm. Đồ ở trong đó không phải cho người ăn đâu. Tôi chở cậu ở lạc khẩu phúc. Có việc sao? Sao em biết? 17 tuổi em đã đi theo anh rồi. 17 tuổi đã theo anh rồi sao? Không cần chờ anh về. Anh đi gặp đại ca. Khi nào anh về vậy? Nói chuyện xong thì về. Anh nói với em này, lần này anh về, có chết anh cũng sẽ không đi. Bám lấy em không buông. Chờ anh về đấy. 8.000 phải không? Được, cảm ơn. Alo anh Bình. Real Madrid với Barcelona hòa nhau. 200. Phải thắng sao? Hay là anh đi mua của người khác đi, đừng chơi tôi nữa. Một buổi tối hơn 200 trận bóng, làm gì cậu lo cho hết. Được rồi, xem như anh thắng. Ăn đi không đói sao? Kiếm tiền khó lắm. Siêu nhân. Đổi nghề giúp người ta đặt cược sao? Anh Xuân, anh không dẫn em đi kiếm ăn, em đành phải thế này thôi. Đại ca, Xuân, Hiên, hai cậu làm quen đi. Là cái cậu đánh nhau giỏi lắm phải không? Anh Xuân, tay đấm át chủ bài của xã đoàn chúng ta trước đây, sao có thể không biết được? Át chủ bài, tay đấm cái gì chứ? Đã gần này tuổi rồi. Có điều, nếu muốn đánh với cậu thì mất chút thời gian. Vẫn có thể đánh cho cậu phải bò. Thì ra tối nay là chúc mừng anh Xuân ra tù sao? Phải nói sớm chứ. Nào anh Xuân, uống xong ly rượu này, chuyện xấu gì cũng qua. Nào anh Xuân, cảm ơn đại ca. Nào nào, em cạn đây nhé. Siêu nhân em kính anh. Được rồi, để bụng lát nữa uống. Lần này tôi muốn mọi người giúp tôi một chuyện. Không thành vấn đề anh Hoa. Có chuyện gì anh Hoa cứ nói. Siêu nhân em là người đầu tiên xuất hiện có đúng không? Có phải lần này em cũng là người đầu tiên hưởng ứng không? Có chuyện gì cứ nói anh Hoa. Em không có vấn đề. Không cần quan tâm em đâu. Em không có vấn đề. Lần này khác một chút. Là con trai anh cửu Robert. Anh không tìm em cũng làm. Có điều bây giờ còn có người chưa đến. Cường đang ở trong nhà xe chờ chúng ta. Thanh toán. Thanh toán. Được rồi anh Hoa. Tính cho công ty. Cái gì mà tính cho công ty? Trước nay tôi đều không tính cho công ty. Cảm ơn anh. Anh đi thong thả anh Hoa. Này đi thôi. Đừng ăn nữa đi thôi. Này chờ em với. Đến nhà xe chờ tôi đi tìm xá xíu. Này long gòm long béo, nợ tiền tôi khi nào trả đây? Tuần sau đi anh siêu nhân. Nhanh lên đấy. Em dâu. Cơm xá xíu. Xá xíu bán hết rồi, anh đi chỗ khác ăn đi. Em dâu, tôi tự đi tìm cậu ấy nhé. Ê,
Mới giờ này đã hết xá xíu rồi à? Có chứ. Ra ngoài chờ một lát là có ăn ngay. Đây, ăn thử đi. Chân thế nào rồi? Không có gì. Thời tiết không tốt thì hơi nhức một chút. Không phải tôi kể khổ với anh đâu. Anh hỏi tôi mới nói thôi. Con gái cậu học bên anh đắt lắm phải không? Năm ngoái đã qua bên đó rồi. Em dâu nỡ để con bé đi sao? Vì con gái không nỡ cũng phải cho đi thôi. Sắc mặt em dâu không tốt lắm, không sao chứ? Không có gì. Theo tôi ngày ngày chịu khổ, chắc chắn sức khỏe phải kém rồi. Này, anh hỏi thăm cả nhà tôi rồi. Anh còn gì muốn hỏi nữa không? Tôi muốn hỏi, cậu có thể giúp tôi làm một vụ cuối cùng không? Làm xong vụ này, chúng ta sẽ nghỉ hưu. Nghỉ hưu? Tôi cũng muốn chứ. Số chúng tôi là số khổ, muốn nghỉ là nghỉ sao? Bà xã, đến giờ uống thuốc rồi. Làm xong vụ này, mỗi người 2 triệu. Con cái tôi lớn rồi, không cần tôi lo nữa. 2 triệu của tôi sẽ cho cậu. Anh coi thường tôi hả? Em đã uống cái này chưa? Chưa. Em phải uống thuốc này. Lần nào em cũng quên không uống cái này. 2 viên. Đi nhé em dâu. Ngày mai em tự đi tái khám. Vài ngày nữa anh sẽ về. Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy. Anh đi đây, đưa quần áo cho anh. Ngày mai đi tái khám. Thứ tư tuần sau đi tái khám tiếp. Anh nhớ mà, anh sẽ về đi với em. Nào nào, mọi người ăn xong rồi hãy làm. Hôm nay có pizza ăn, vậy là phải thức xuyên đêm rồi. Sếp à, không có nước ngọt sao? Có ý kiến hả? Nào mọi người ăn đi, ăn xong rồi làm tiếp. Cảm ơn sếp. Nghe nói tình báo của anh có tin tức, nói Hồng Hưng nội bộ lục đục. Chú Long cử một nhóm người đi cử con trai anh cử đúng không? Cô muốn làm gì? Muốn xen vào? Vụ này anh ôm không nổi đâu. Madam, vụ này tôi đã theo rất lâu rồi. Cô đừng xen vào được không? Anh nghĩ tôi muốn cướp công lao của anh sao? Tôi muốn giúp anh. Cảm ơn Madam. Pizza này thật sự rất khó ăn. Nào, chúng ta ra ngoài ăn. Nào đi thôi. Vậy chúng ta ra ngoài ăn gì? Ra mấy hàng bán đồ ăn đi. Wow. Cường. Cường. Cường à. Ôi. Cường. Này Cường à. Cường. Này, ra đây đi. Nhanh lên đi. Phải mời 5 lần 7 lượt mới chịu sao? Ngại cái gì chứ? Ngại gặp chúng tôi rồi sao? Này làm cái gì vậy? Muốn lấy mạng tôi hả? Ồn ào đủ chưa vậy? Cô không lên tiếng tôi còn tưởng cô chết rồi nữa. Lệ Cường, anh Xuân, em lớn vậy rồi sao? Lâu rồi không gặp. Này 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 này. Lớn quá rồi. Bây giờ không thể ôm em nữa. Bố em sẽ lấy mạng anh đấy. Bố không quản lý em đâu. Bố em không quản em. Nhưng có nhiều sói con muốn quản em lắm. Ý anh là em, cậu không phải là sói con, là con sói xám lớn. Liên quan gì đến tôi chứ?
Nhỉ? Bố tao đấy. Bố em đâu? Bố em đi mua xá xíu rồi. Mấy ông già các anh cứ muốn tái xuất giang hồ. Này này này. Này. Này này này. Này. Làm rõ hai việc nhé. Đầu tiên, tôi không có già nhé. So với hai người họ, chí tôi cũng trẻ hơn vài tuổi. Thứ hai, tôi chưa từng rút khỏi giang hồ bao giờ. Anh ấy hả? Có rút lui khỏi giang hồ hay không? Cũng không có ai biết anh. Em nói đúng đấy. Có đồ mở nắp chai không? Nơi này lớn như vậy mà không có đồ mở nắp chai sao? Mở không được thì đừng có uống. Tôi mở không được. Mở nắp bia bằng cửa xe chứ gì. Chiều này 3 tuổi tôi đã biết. 8 tuổi tôi trộm được chiếc xe đầu tiên. Nói cho cô biết, nếu cô không phải con gái anh Hoa, tôi đã đánh cô rồi. Cô mà không phải phụ nữ, tôi đã đánh cô rồi. Chết tiệt, không chơi nữa. Làm sao mở đây, bọt tràn ra ngoài rồi. Em gái mau mở cho tôi đi, nhanh lên. Mở rồi đấy, nói cảm ơn đi. Cảm ơn. Mở giúp tôi sớm thì không có gì rồi. Sao anh không giúp tôi? Đợi khi nào cô gặp nguy hiểm thì tính. Đúng lúc người đang gặp nguy hiểm là tôi này. Anh Hoa, anh xá xíu. Siêu nhân, mồm miệng lại không sạch sẽ phải không? Là anh ta tự chuốc lấy mà kệ anh ta. Đừng đùa nữa siêu nhân, đóng cửa nói chuyện. Đóng cửa nói chuyện kìa chị hai. Vẫn còn dùng khẩu này à? Đại ca, anh ở đây có nhiều đồ hay ho như vậy, lấy ở đâu ra thế? Từ vụ lần trước, công ty nói không cần nữa, nên tôi giữ lại. Lúc nãy đại kê bao có gọi đến, nói ngày mai Robert đi chơi du thuyền với gái. Cơ hội đến rồi. Thiên, gọi cho đám người Nam Á bảo bọn nó chuẩn bị. Ở đây có 5 triệu. Mọi người, mỗi người 1 triệu. Xá xíu. 1 triệu của tôi, cậu mang về cho em dâu đi. Cứ để ở đây đi. Đã nói sẽ cùng hành động, tự ý rời khỏi làm sao mà được. Làm xong hãy nói. Vậy trước khi hành động, mọi người uống chút gì đó cho nhuận họng nhé. Cạn ly. Cạn ly, thành công. Có bilon mà. Sao phải phí sức ra vẻ ngầu mở nắp chai chứ? Thank you.
ca, mấy em này thế nào? Andrew, đại ca, đây là em người mẫu nổi nhất hiện nay. Đúng vậy, gần đây em ấy nổi lắm. Bọn em không làm phiền anh nữa. Đại ca chơi vui vẻ. Đại ca chơi vui vẻ nhé. Có thể ra tay. Không cần, để chúng qua đây. Ra tay. Sợ cái gì? Đại ca cho mày nhiều tiền như vậy, chết cũng đáng. Chúng kế rồi. Lùi về sau. Xá xíu. Đại ca, em ủng hộ cho anh. Còn đi được không? Mọi người đi đi. Mặc kệ tôi. Cậu coi thường tôi sao? Đưa con bé đi. Đại ca.
Anh đi đâu vậy? Ngồi tôi đi lấy đồ. Đây là lần đầu tiên tôi bị trúng đạn. Lát nữa cô ráng nhịn một chút, sẽ hơi đau. Tôi có chết không? Tôi sợ quá. Đã lấy viên đạn ra rồi, không sao cả. Gọi cho chú Quyền chưa? Gọi rồi, chắc là cũng sắp tới. Giữ chặt lại. Này. Này. Không sao chứ? Em không sao. Có gì thì nói đi. Anh Xuân, anh Hoa, chú Quyền, trông cậy vào chú hết, xa xíu chịu hết nổi rồi. Chuyện mới đưa tin do các anh làm sao? Chuyện lớn như vậy, tôi gánh không nổi. Ở nhà tôi còn có già trẻ lớn bé, tôi không muốn ngồi tù. Nếu tôi mất đi người anh em này, mất đi người bạn như chú cũng không sao. Biết rồi anh Hoa. Đại ca, em cảm thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu. Trong chúng ta có nội gián, đều là người của mình, không thể có nội gián. Anh nói tôi. Tôi nói cậu đấy. Này, bắn đi. Được thôi. Dao không phải để kề vào cổ người của mình. Súng cũng không phải để chĩa vào anh em của mình. Alo. Đại ca, vậy chuyện này có làm không? Chuyện này đã hỏng bét rồi. Muốn tìm hắn nữa sẽ không dễ đâu. Cậu tìm không được không có nghĩa tôi tìm không được. Đại ca em đi tìm. Xuân, đừng miễn cưỡng. Sếp, bây giờ chuyện này liên quan đến sự an toàn của cả người dân Hồng Kông. Không đơn giản chỉ là bắt xã hội đen nữa. Tôi cảm thấy bắt buộc mình phải biết tất cả mọi việc. Được, cô để tôi xử lý. Đúng rồi, có việc hỏi cậu đây. Xin lỗi sếp, tôi muốn hỏi Madame trước. Tại sao hôm nay không duyệt đặc cảnh cho tôi? Như vậy sao tôi hành động? Chuyện này là sao? Tôi không biết gì cả. Làm sao duyệt cho anh ta được? Không phải có liên quan đến vụ nổ súng ở bãi đỗ xe sao? Sếp hỏi anh ta đi. Phải. Rốt cuộc có chuyện gì mà chúng tôi không biết? Tình báo của tôi ở trong số 4 người đó. Bây giờ cậu ấy vô cùng nguy hiểm. Anh lo tôi sẽ tiết lộ sao? Về mặt nguyên tắc càng ít người biết càng an toàn. Sếp, 3 ngày tôi nhất định sẽ bắt người về. Sếp, nếu như chúng tôi còn không biết gì, đội của chúng tôi sẽ rất khó giúp được anh ấy. Chỉ dựa vào anh, làm sao mà bắt?
Anh về khi nào vậy? Anh đi đâu vậy? Em nhớ anh quá. Anh có biết không, em rất lo cho anh. Anh nói lần này anh quay về sẽ không đi nữa, có thật không? Em có thể giúp anh một lần không? Đây là của hai cậu. Siêu nhân, cậu lấy 1 triệu, 4 triệu còn lại cho Xá Xíu. Cậu mang về cho em dâu đi. Bắt đầu lại từ đầu, chuyện này không liên quan đến hai cậu nữa. Anh xem tôi là gì? Tôi xem cậu là anh em. Anh em? Anh em là vì tiền sao? Số tiền này em không lấy đâu. Anh Hoa, em làm được. Nếu cậu thật sự muốn giúp tôi, lát nữa hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện. Làm xong vụ này rồi cùng đi luôn. Cậu vì tôi mà bị thương luôn chân còn lại. Tôi không muốn đến mạng của cậu cũng mất. Cậu còn một đứa con gái, không cần phải nuôi sao? Anh cũng có mà. Nói vài câu nghe đi. Tôi muốn tìm anh Hoa nói vài câu. Bố ơi, tìm bố kìa. Để muộn một lát. Tối nay tôi sẽ giết hắn ta. Ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến bệnh viện. Sợ à? Không cần sợ, có anh. Không cần sợ. Không sao, không sao. Nhất định không sao. Xong xuôi chưa? Anh Hoa, tôi đã quyết định tham gia. Vậy tôi có điều kiện thì có quá đáng không? Có. Nói đi. 10 triệu đó, tôi và anh Xuân muốn lấy 5 triệu. Em nói cái gì vậy? Thái độ vậy là sao? Sao em dám nói chuyện như vậy với đại ca anh? Xuân à, cô ấy cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu như cô không muốn, cô có thể không làm. Alo, Robert phải không? Phi Phi à, em thua cổ phiếu hơn 10 triệu, tuần sau phải trả rồi. Anh có thể giúp em không? Thì ra là vậy. Em không nói với chồng của em sao? Anh sợ anh ta không vui thôi. Anh ấy làm gì có 10 triệu? Như vậy được không? Tối nay em đến biệt thự của anh, chút nữa anh gửi địa chỉ cho em. Dù thế nào cũng phải đi, đúng không đại ca? Chị Phi Phi, đại ca đang ở trong. Chị Phi Phi, bên này, bên này. Chị Phi Phi. Em đến rồi. Tiền đâu? Muốn lấy 10 triệu từ tay anh, đơn giản vậy sao? Em có biết anh muốn em làm gì không? Em đã đến đây rồi, anh bảo em làm gì thì em làm thôi. Hả? Anh nghe không rõ lắm. Em nói, em đã đến đây rồi, anh muốn làm gì cũng được. Được thôi,
Vậy bây giờ em hãy kéo anh lên đi. Xuân, con chờ trong xe. Chúng kế rồi, đi Phi Phi, đi. Phi Phi đang ở đâu? Cậu bình tĩnh lại đi. Bây giờ quan trọng nhất là phải làm cho rõ tại sao mỗi lần hành động chúng ta đều thất bại. Nếu đây thực sự là cái bẫy, siêu nhân và xá xíu có an toàn không? Chín đồng lô, cao mẹ. Tiền cũng không lấy, muốn làm gì chứ? Không có ai cả đại ca. Tôi đi tìm chú Long. Em cũng đi. Ở lại, tôi đi một mình được. Đi đâu vậy? Muốn đến sở cảnh sát tự thú sao? Thế nào? Sếp Trần, họ không chịu nói gì cả. Ba giờ chiều ngày hôm qua, vụ nổ súng ở Tây Cống, có anh tham gia không? Sếp, xem trọng tôi vậy sao? Tôi còn chưa từng cầm súng. Anh có thể điều tra hồ sơ của tôi. Mỗi lần tôi vào đây đều do nắm đấm của tôi gây họa. Có điều lần sau, nếu các anh tuyển cảnh sát, tôi cũng có thể suy nghĩ vào đây học cách dùng súng đấy. Được thôi, ở chỗ chúng tôi luôn thiếu người. Nhiều xã hội đen như vậy, làm sao bắt hết được? Anh đi theo Đại Hoa được 4 năm. Anh có biết nếu vì việc này mà anh phải vào tù thì phải ngồi bao lâu không? Bây giờ anh còn trẻ như vậy, đáng sao? Cô làm cảnh sát cũng được nhiều năm rồi. Bây giờ cấp bậc gì? Xem ra cũng không có tương lai cho lắm. Cô liều như vậy, đáng sao? Vụ nổ súng hôm qua có phải do các cô làm không? Nổ súng? Tôi không biết cô đang nói gì. Đừng giả vờ nữa, báo chí đưa tin rồi. Madam, bây giờ còn ai xem báo chứ? Ai cũng chơi điện thoại. Hay là trả điện thoại lại cho tôi, để tôi xem một chút đi. Ba giờ chiều hôm qua, anh đã đi đâu? Làm những gì? Tôi không nhớ nữa sếp. Tuổi cao rồi, trí nhớ không tốt. Không phải chứ, chuyện mới hôm qua mà. Hay là để tôi nhớ giúp anh. 3 giờ chiều ngày hôm qua, anh dẫn nhóm của mình đến bãi đỗ xe Tây Cống, giết mấy người, nhưng lại bị người khác mai phục. Có đúng không? Tôi không biết anh đang nói gì. Trí nhớ của anh kém vậy. Vậy tôi sẽ kể lại những chiến công huy hoàng của anh bao nhiêu năm nay cho anh nhớ lại nhé. Kể từ năm 2012, bị đâm một nhát dao,
lên làm đại ca nhóm chủ lực của Hồng Hưng. Sau đó năm 2013, nhóm do anh cầm đầu đến nhà xe ở Nguyên Lãng giết chết mấy người. Tiếp đó năm 2014, Hồng Hưng các anh và Đông Thăng tranh giành địa bàn, gây ra một vụ lớn, chấn động luôn. Cho đến năm 2015, anh bất hòa với anh Cửu mới bắt đầu tránh xa chuyện của Hồng Hưng, có đúng không? Chuyện của tôi trong 4 năm qua, ngược lại anh rất rõ. Có điều anh nói nhiều như vậy, nhưng tôi lại không có ấn tượng. Tất nhiên không chỉ có 4 năm này. Chuyện của anh bao nhiêu năm nay tôi đều biết, hơn nữa còn biết rất rõ. Có chứng cứ thì anh đã sớm bắt tôi rồi, muốn đổ oan cho tôi sao? Anh là cảnh sát, làm vậy đúng sao? Anh Hoa, việc sếp bảo tôi làm được xem như là đúng, làm không được mới xem là sai. Nhớ kỹ, đừng để đến lúc quên thật. Ngay cả nhà mình, anh cũng không biết ở đâu. Lúc đó có thể đến sở cảnh sát tìm tôi đưa anh về nhà. Đại ca, bây giờ em rất lo cho Phi. Bây giờ em nói trước, nếu để em biết ai đã hại chúng ta, anh đừng có cản em. Người hại chúng ta rất có khả năng là người đã bảo chúng ta làm việc này. Kê bao. Đại ca, kê bao là anh em đi theo chúng ta bao nhiêu năm nay, sẽ không vì chút chuyện này mà hãm hại chúng ta chứ? Có luật sư đến bảo lãnh các người. Luật sư Hồ, là chú Long bảo cậu đến đây à? Là anh kia bao, xe của anh ấy đang chờ bên ngoài. Tạm biệt madam, sẽ sớm gặp lại thôi. Chúng kia đại ca, lợi hại lắm. Thật ngại quá, dây thun là của sở cảnh sát, trả lại cho các anh, đi nhé. Ra rồi, anh Hoa, anh bao dặn chúng em đến đón anh, lên xe đi. Anh Hoa, tôi đi trước. Cảm ơn luật sư Hồ. Ở trong đó cả ngày bí quá, tôi muốn đi bộ. Bảo anh kê bao, chờ tôi ở bên đường. Anh Hoa, anh bao đã dặn dò, đừng khiến chúng em khó xử. Đại ca, tôi muốn đi bộ, cậu cũng đừng khiến chúng tôi khó xử, đúng không? Vậy em phải nói lại với anh bao. Tất cả không được nghỉ ngơi, toàn lực thu thập chứng cứ, nhất định phải bắt họ về quy án. Vâng thưa madam. Mẹ, lâu lắm rồi không gặp. Cảm ơn anh Sương đã luôn giúp tôi thắp nhang cho vợ tôi. Chúng ta quen biết lâu như vậy, nếu không phải 10 năm trước anh nói tôi không hợp nghề này, bảo tôi đổi nghề, thì làm gì có Phật đường này. Tránh ra. Được rồi, đi đi. Đại ca, phía dưới rất náo nhiệt. Đi, đi nhanh lên, mày qua đây. Anh kê bao, vẫn chưa đến. Người của chúng ta đều đến đủ cả rồi. Em biết nên làm thế nào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sẽ sớm có đáp án thôi. Anh Hoa, tôi đi xuống dưới mua ít đồ ăn khuya cho mọi người nhé. Cũng được, đói bụng rồi, mua chút đồ về ăn đi. Phiền anh rồi anh Sương. Này, làm gì thế? Bán cho tôi 2 phần hủ tiếu xào bò, 2 phần cơm chiên Dương Châu, cho tôi thêm 2 phần gà nữa. Bán hết rồi, đi đi. Bán hết rồi, buôn bán đắt thế. Đúng thế, đi đi. Cảm ơn anh. Có cảnh sát. Đứng yên.
Là ai báo cảnh sát thế? Tôi. Không bán cho tôi thì tôi báo cảnh sát. Bọn họ không bán nhưng chúng ta vẫn đói. Đi ăn với tôi. Đi tìm cái gì đó ăn thôi. Cảm ơn anh. Đại ca. Đại ca, anh đi sao? Xe để ở ngoài. Đợi một lát. Cậu ra xe đợi tôi. Đi đi. Alo, bà xã, giúp anh thu xếp hành lý. Anh phải đi công tác mấy ngày. Em cũng đưa con đi thăm mẹ em đi. Được rồi, tạm biệt. Các con đâu? Ngủ ở trong phòng. Anh Bao, cầu tiêu nhà anh hơi nghẹt, tìm người đến sửa đi. Được, cầu tiêu còn gì nước. Đang vội lắm à, ăn xong rồi hẵng đi. Ở ngay cửa đã ngửi thấy mùi rồi. Được. Nào, ngồi đi. Đám anh em cả đêm ở sở cảnh sát cũng chưa có gì ăn. Mượn bếp nhà anh nấu mấy món. Sẽ xong nhanh thôi. Nhân lúc còn nóng, ăn đi. Thịt trưng ngon lắm. Gọi Lệ Cường ra ăn cơm đi. Này, ăn cơm. Thím Bao, cùng ăn cơm đi. Thím Bao, bảo em ăn cơm đấy. Không ăn thì đi trông mấy đứa nhỏ đi. Vào bếp giúp bố em đi. Mẹ ơi, sao vậy mẹ? Không sao. Bố đang ở ngoài nói chuyện với các chú. Không có gì. Nấu cũng không tệ. Ăn cơm. Nào, ăn thử trứng chiên đi. Tôi muốn ăn nhiều cơm. Ăn thôi. Hình như hơi mặn. Thiên, lúc nãy tôi nấu là nêm đường hay nêm muối vậy? Đường. Hình như là muối. Nhầm muối và đường thì không sao. Nhưng có những chuyện nếu nhầm sẽ xảy ra án mạng đấy. Tại sao lại bán đứng chúng tôi? Trứng chiên ăn rất ngon. Đại ca đang hỏi anh kìa. Đợi một lát, ăn xong rồi hãy nói. Ăn xong rồi, bây giờ có thể trả lời chưa? Ngon lắm, thêm chén nữa. Được. Cơm đại ca nấu. Có một tay, ăn nhiều một chút. Nào, thêm chút cơm, đầy chén luôn. Anh Cửu và chú Long, rốt cuộc là vì chuyện của vợ chú Long hay là có nguyên nhân nào khác? Ngon quá. Làm phiền thêm chén nữa. Người ta nói có thể ăn là phúc, có thể mặc là lộc. Ăn nhiều thì tốt.
Nào, ăn đi rồi trả lời. Xá xíu với siêu nhân đang ở đâu? Bát nữa. Còn ăn được nữa sao? Được. Xem anh có thể ăn bao nhiêu. Sao thế? Ăn không nổi nữa à? Ăn không nổi thì có thể nói chuyện chính chưa? Đầy hơi. Đại ca, em no rồi. Ngon lắm. Là ai bắt anh làm? Rốt cuộc họ muốn Robert chết hay là chúng tôi chết? Thêm bát nữa. Được thôi. Chỉ sợ anh ăn không no. Nào. Chuyện không liên quan đến tôi. Tôi cho các anh 5 triệu tiền xin lỗi. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Chúng tôi đắc tội gì với anh? Anh em nhiều năm mà anh đối xử với chúng tôi như thế sao? Không phải do tôi làm chủ. Không phải. Vậy chính là ý của anh Cửu và chú Long rồi. Toàn bộ chuyện này chính là một cái bẫy. Anh Cửu và chú Long không phải trở mặt sao? Chuyện hôm đại thọ của chú Long căn bản là chưa từng xảy ra. Tại sao bịa chuyện để lừa chúng tôi? Đừng ấp a ấp úng nữa. Cửa hàng của anh Cửu bị người ta truy quét mấy lần, phải vứt bỏ hai lượng hàng lớn. Cánh tay trái phải của anh ấy đều bị cảnh sát bắt hết, cho nên nghi ngờ xã đoàn chúng ta có nội gián. Bọn họ điều tra tất cả người từng giúp xã đoàn làm việc. Chỉ có 6 người các anh là vẫn chưa bị cảnh sát bắt. Anh Hoa, họ đều là người của anh. Cho nên trước đó chú Long mở cuộc họp, nói nhóm các anh đã bị người ta gài nội gián vào, đặt ra một cái bẫy để chờ nội gián của anh hiện nguyên hình. Xá xíu với siêu nhân đâu? Chết rồi sao? Họ vẫn chưa chết. Nhưng anh yên tâm, nhất định không phải là hai người họ. Robert đâu? Tôi sẽ không nói. Tôi không nói, chỉ mình tôi chết. Nói rồi, cả nhà tôi đều sẽ chết. Anh Hoa, hãy tha cho người nhà tôi đi. Ba, ông xã, anh Hoa, tôi không thể nói. Nói rồi cả nhà tôi sẽ chết rất thảm. Hai, anh Hoa, rốt cuộc Robert đang ở đâu?
Tôi thật sự không dám nói. Một, anh Hoa, hắn trốn trong nhà cũ của chú Long, ngày mai sẽ đi Thanh Đào. Chị dâu, làm phiền rồi. Súng giả đấy, đùa với ba người thôi. Xin lỗi nhé chị dâu, làm phiền chị rửa bát nhé. Tạm biệt. Cũng không biết đợi ở đây bao lâu nữa. Đại ca thì có chuyện làm, còn chúng ta lại ở đây chơi game. Ở đây chơi game đánh nhau coi như tốt rồi. Đại ca nói ngày mai đi Thanh Đảo, cũng không biết đi đến đó làm gì, đừng nói nữa. Để mình em lên. Tiếp tục đánh. Chẳng phải đánh rất hay sao? 10 triệu của em, khi nào đưa cho em? Ngày mai sau khi chúng ta đến Thanh Đảo, anh sẽ đưa cho em. Xuân, tiếp tục đi. Không phải như vậy đâu, anh phải tin em. Đều là anh ta, đều là anh ta ép em. Anh ta cưỡng hiếp em, Xuân à. Sao giờ anh mới đến? Em vẫn luôn đợi anh cứu em, Xuân à. Chuyện nổ biệt thự lần trước có liên quan đến em không? Đúng, là em bán đứng anh. Từ lúc anh lợi dụng em đối phó với anh ta, em liền hiểu rõ. Theo anh nhiều năm như vậy, anh đã cho em những gì? Nhưng em ở bên anh ta, em muốn cái gì có cái đó. Anh làm được sao? Tao giết mày. Xuân, giết hay không giết, cậu tự mình quyết định. Nhưng giữ mạng cậu ta lại thì có thể cứu được xá xíu với siêu nhân. Khốn kiếp! Lại không trúng. Chuyện không liên quan đến tôi, chú Long. Chú Long, chú nghe tôi nói. Chuyện không liên quan đến tôi, chú Long. Cậu động đậy như vậy, bóng cũng không yên được. Cậu nói xem, cậu không muốn để tôi đánh bóng à? Anh Cửu, anh em một nhà, anh giúp tôi đi. Họ nhắm vào người nhà tôi, đe dọa người nhà tôi. Anh im miệng đi. Giúp anh. Bây giờ hắn bắt con trai tôi rồi. Này, các cậu nhỏ tiếng chút được không? Đặt một quả bóng nữa lên. Đánh xong rồi. Họp thôi. Gọi điện thoại cho Đại Hoa. Vâng. Đưa tôi. Tôi nói với cậu ta hai câu. Đại Hoa, nói đi. Lần này chơi lớn thế. Cậu chơi càng ngày càng lớn. Tôi sợ cậu chơi không nổi. Nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi bảo đảm sẽ giết cả nhà cậu. Tôi không nói chuyện với anh. Để người đứng đầu xã đoàn nói chuyện với tôi. Cậu dám động đến con trai tôi sẽ lập tức giết chết xá xíu với siêu nhân. Tôi đã bảo để người đứng đầu xã đoàn nói chuyện với tôi. Là anh sao? Đại Hoa,
Chú Long, cậu đừng trách chú Long. Chuyện tôi làm đều là vì lợi ích của xã đoàn mà thôi. Tóm lại, lợi ích của xã đoàn là quan trọng nhất. Những thứ khác đều không quan trọng. Lúc cần thiết đều có thể hy sinh mạng của cậu và tôi. Biết không hả? Hiện giờ bên cạnh cậu có nội gián. Chú Long muốn giúp cậu bắt nội gián. Chuyện này tôi tự mình làm cũng được. Tôi muốn xá xíu với siêu nhân. Cậu muốn thế nào? Tôi sẽ gọi điện lại cho chú. Đại ca, thế nào? Đám người của Đại Hoa không thể giữ lại được. Chú nói phải không? Mọi người nói phải không? Đại ca, tôi chỉ có một yêu cầu. Chính là bảo đảm mạng sống cho con trai tôi. A Ngưu à, cậu sắp xếp thêm ít người qua đây. Lúc cần thiết. Có thể không cần quan tâm đến tính mạng của Robert. Đại ca, bây giờ vị trí đại ca là cậu ngồi hay là tôi ngồi? Là chú ngồi. Là chú ngồi. Đại Hoa, cậu ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, tôi phải tự mình nhặt xác cho cậu. Xã đoàn để anh làm việc, anh làm được thì là đúng, làm không được thì là sai. Cho nên bọn họ nghi ngờ xã đoàn chúng tôi có nội gián. Chuyện 4 năm qua của tôi ngược lại anh rất rõ ràng. Cao Thiên theo tôi 4 năm không tin tôi à? Anh Hoa, chuyện này không đáng, đừng làm. Cầu bình an trước mặt Bồ Tát. Có ai dám nói bản thân mình hoàn toàn đúng chứ? Thiên, ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. Ra ngoài đợi tôi. Cao Thiên là nội gián, đợi tôi giải quyết. Tôi xem cậu là anh em, nhưng cảnh sát Trần chính là cấp trên của cậu. Phải, tôi là cảnh sát. Cậu có biết chuyện này lớn thế nào không? Chỉ vì để tìm ra tên nội gián là cậu. Anh giao tôi ra đi. Là tôi nợ anh. Chết đi. Khốn kiếp. Anh biết chắc tôi là cảnh sát từ khi nào? Vừa nãy cậu nói với tôi mới biết. Anh Hoa, tôi biết nên làm thế nào. Cậu muốn giúp tôi hay là muốn bắt tôi? Nhớ giúp tôi thắp nhang cho vợ tôi và cả tôi nữa. We'll be right back.
hai thằng phế vật đó đâu. Ở trong xe, trông coi cho kỹ, đừng để xảy ra sự cố. Con trai tôi vẫn trong tay hắn, cậu gấp cái gì? Lúc cậu còn trẻ, tôi dẫn cậu ra ngoài. Mỗi lần đánh nhau, cậu đều nói mắc tè rồi chạy đi mất. Không biết sao cậu có thể trở thành đại ca được. Chú Long, tôi lớn rồi, nếu chú có con, chú còn gấp hơn cả tôi. Bây giờ coi như tôi và cậu đều bị người khác bắt đi, tôi cũng sẽ không gấp. Mắc tè. Chú Long, Đại Hoa, đợi chú Long lâu lắm rồi phải không? Sao không ngồi đi? Chú Long, chú đừng chọc chúng tôi. Ghế này ai dám ngồi chứ? Có lẽ chỉ có cái vị không có tóc kế bên chú mới dám thôi. Bớt nói nhảm đi. Có trao đổi người hay không? Tôi nói các người biết, nếu con trai tôi có chuyện gì thì đừng hòng gặp lại hai thằng phế vật đó. Anh Cửu, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn ngồi ghế rồng phải học được bản lĩnh như chú Long. Cậu nói xong chưa? Đến lượt tôi nói. Chú nói đi. Đại Hoa, cậu thả Robert ra, tôi giữ lại mạng sống cho cậu. Bố, con trai, bố sẽ lập tức cứu con ra. Hai người anh em của tôi đâu? Không phải tôi giúp cậu, là tôi giúp đại ca. Người bên ngoài nói cậu đánh nhau rất giỏi, đừng làm chúng tôi mất mặt. Cảnh sát Trần, bây giờ tôi đến từ đường của Hồng Hưng, có thể bắt người. Đại ca, lập tức thả Robert ra, rồi gọi tên nội gián Cao Thiên ra cho tôi. Tôi sẽ thả hai đứa này. Đại Hoa, chú Long đều làm vì muốn tốt cho cậu. Cậu có biết bây giờ? Im đi. Ông nói xong chưa hả? Cậu dám tạo phản à? Ngưu, lôi cậu ta ra ngoài. Vâng, chú Long. Có chuyện gì thì trở lại đến Tiết Thanh Minh hãy nói. Nói đi nói lại mấy câu đó. Tôi đã nghe mấy chục năm rồi. Coi như tôi không nghe chán thì Đại Hoa nghe cũng chán, có phải không? Thế nào? Còn trao đổi người hay không? Thả hai người bọn họ ra trước. Nói điều kiện với tôi à? Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Ồ, tè ra quần rồi. Cũng đúng, tè sạch sẽ mới đi được. Cứu em, đại ca. Giao con trai tôi ra. Bằng không, tên này cũng phải chết. Một, hai. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Tôi xin lỗi anh. Đừng nói những lời này. Ngưu, giải quyết tốt hậu quả. Đi. Xin lỗi. Xin lỗi. Bọn họ bắt con gái em, làm anh em. Phát súng này, kiếp sau em trả cho anh. Anh xá xíu. Anh bắn đại ca tôi ư? Anh có bị gì không? Sao bắn đứng chúng tôi? Bố, dẫn đại ca đi. Bố, anh Cửu đi trước đi. Ở ngoài sẽ có xe đợi anh. Ngưu, giết bọn chúng rồi thì cậu sẽ ngồi vào vị trí của Đại Hoa. Cậu đánh giỏi như vậy, công ty sẽ không xử tệ với cậu. Cảm ơn anh Cửu. Đi.
Bố, chú Long đã chết rồi. Có phải có thể để con lên làm lão đại không? Thằng nhóc thối, chỉ biết ăn uống chơi bời, suốt ngày gây họa cho tao. Tao còn chưa có ngồi vững đấy. Chết rồi cũng không nhất định là mày ngồi. Thiếu gì người giỏi hơn mày. Đợi đi. Thằng nhóc thối đã nói để tao ngồi trước. Dậy thế nào cũng không học được. Lên xe. Muốn đứng đó hết năm sao? Thật là... Hãy cố gắng. Anh Hoa, ngày mai tôi sẽ ngồi vào vị trí của anh. Có gì cần nhắc nhở tôi không? Tôi nói cho anh biết, mày là nội gián. Cả xã đoàn này nói mày đánh nhau giỏi nhất. Hoác lác quá đấy. Súng đây. Không có ý nghĩa. Không phải đánh nhau giỏi sao? Bố, con đánh lạc hướng chúng. Bố cố gắng gượng nhé. Tôi đi tìm Thiên trước. Tôi là giám sát cấp cao Chu Sảnh. Bây giờ chính thức bắt giữ hai người.
为什么凄冷孤寂，轻飘飘像无力，为什么不见光亮，飘渺没形象，在目前如何风光，仍是泥中妆，没法牵走日间事，哪许依恋臭疲劳。天，nhưng mà thiên sao rồi? Sếp Trần, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao cho tôi.